Thầy Phúc xin giới thiệu với các bạn, đây là các cái sản phẩm của dòng Silavan, là cái dòng sản phẩm của cái vùng sinh thái sạch An Tai ấy. Cái dòng sản phẩm này thực sự là nó có rất nhiều cái ưu điểm, và trong đó là cái nổi trội nhất đó là cái giá thành của nó rất là hợp túi tiền, và thành phần của nó thì là rất là tốt. Nó không có chứa những cái thành phần độc hại như là paraben, SLS hay hóa chất độc hại gì cả. Trong thành phần của nó thì nó tốt hơn những cái mỹ phẩm tự nhiên thông thường, tức là với những cái mỹ phẩm tự nhiên thông thường ấy thì nó sẽ chiết xuất từ nguồn gốc từ thực vật, mà thực vật cho đến bây giờ chúng ta thấy là tương tác trên da của chúng ta nó rất là yếu, cho nên là cái dòng Silapan này ấy, họ đã kết hợp cả những gì tinh túy của thực vật và những gì tinh túy của động vật, trong đó là đầu bảng là các chiết xuất từ nhung hiêu, để giúp cho làn da của chúng ta được trẻ hóa hơn và ngăn ngừa được các bệnh lý về da như nám sạm tàn nhang, hay là nâng cơ da mặt này và chống chảy xệ và làm cho da của chúng ta trẻ trung hơn, kích thích cái quá trình tái tạo da tốt hơn ạ. Cái dòng này thì nó cũng có cả từ serum này, nước sữa rửa mặt này, nước hoa hồng này, nước hoa hồng công nghệ của nó cũng khá là tốt, nó có thể làm sạch cả những cái lớp tẩy trang của chúng ta và hấp thụ những cái bụi bẩn là thải độc cho da của chúng ta đó, và có cả cái dòng filler để lấp đầy cái nếp nhăn của chúng ta đấy. Filler nó tương tác rất là sâu, nó ngăn ngừa các nếp nhăn khóe mắt, khóe miệng, cái mũi này, và có các cái dòng trắng da đều đồng đều sắc tố da, ngăn ngừa nám sạm, rồi là dòng nâng cơ chống lão hóa đấy. Ví dụ như là cái dòng serum này này, đây là cái dòng serum mà vừa có tác dụng là chống lão hóa, nâng cơ, nhưng lại có tác dụng là làm cho da của chúng ta trắng dần lên, và đóng gói của nó rất là đẹp mắt ạ. Thành phần của nó thì không có chứa những cái thành phần độc hại đấy, nó dạng peptide như thế này, thì chúng ta thấy là nó hấp thụ rất là nhanh, và cái ưu điểm của cái dòng này là nó không gây nhờn da, tức là khi mà chúng ta bôi xong nó hấp thụ rất là nhanh và nó không gây nhờn này, không làm bít tắc lỗ chân lông này đấy, da rất là thông thoáng, và cái hiệu quả của nó như nhà sản xuất có khuyến cáo ấy, có đã thử nghiệm ấy, thì nó còn cao cấp, tương xứng với những cái hiệu quả đạt được, cũng giống như là các bạn dùng những cái dòng cao cấp ấy, và các cái dòng ngoại nhập vào ấy, thì đấy thì các bạn có thể tham khảo kỹ hơn trên cái trang mỹ phẩm nga.vn, và nó hấp thụ rất là nhanh, và da có một độ bóng này, cấp ẩm này, và chống lão hóa này, nâng cơ này, đồng thời là làm cho ngăn ngừa những cái vấn đề về nám sạm da của chúng ta. Chúng ta có thể dùng kết hợp cùng với kem và cùng với filler và cùng với lại một bộ đầy đủ, nó có cả cái dòng BB cream ấy, chúng ta thấy là BB cream của nó này vừa chống nắng đấy, có khả năng chống nắng rất là tốt và chống cả oxy hóa, chống cả lão hóa da ấy, đấy làm cho màu da nó đẹp, nhưng mà nó lại còn có tác dụng là chống lão hóa và chống nám sạm nữa. Thì các bạn có thể tham khảo kỹ hơn về cái dòng này trên trang mỹ phẩm nga.vn để hiểu rõ hơn về từng cái sản phẩm và có một cái sự lựa chọn tốt hơn trong cái việc chăm sóc da của mình ạ.